mình sẽ cho nguyên một nồi topping này vô luôn. Ngon chưa? Quên nói với mọi người là trong này nó có khoai môn nữa nha. Rồi ăn mấy cái khoai môn mà nó dẻo dẻo gì đây thì cẩn thận nha mọi người. Đây là cái tên quán nè mọi người. Chào mọi người, thì tối hôm nay là mình sẽ đi đến một cái quán chay mà rất là nổi tiếng tại thành phố Cà Mau. Hỏi là ai mà nói về món chay thì hỏi ai cũng giới thiệu ở đây hết. Đó là quán chay Sadu tại khu Vincom Cà Mau. Nó nằm ngay sau lưng Vincom Cà Mau luôn. Thì mình có gọi một cái món mà mình được bạn mình giới thiệu là lẩu chao. Bây giờ thì lẩu thì đang chuẩn bị nhưng mà có cái nước này trước nè. Cái gì ta, hồi nãy là cái gì trà tắc hạt chia vậy đó. Bây giờ uống thử trước nha, trong lúc đợi món. Cái màu nè, cái màu tưởng giống như đá me vậy đó. Uống thử nha. Trà xả tắc hạt chia. Ok ok, uống xong thì nghe cái mùi xả là mới nhớ ra nè. Ôi, cái này mà mới đi chơi vòng vòng á, đang khát nước á, uống vô rất là đã khát nha. Ngon ngon. Đây là cái tên quán nè mọi người. Đây. Và đây là phần lẩu chao của mình hôm nay. Mình có bún nè, có topping ở đây. Đó, topping nhiều nha. Rồi, một dĩa rau rất là ngon lành luôn, tươi luôn. Và cái lẩu của chúng ta, đây là phần ăn của mình tối hôm nay. Mình sẽ cố gắng xử hết cái đám này luôn. À, quán này tinh tế lắm nha. Cho hai cái giá nè, một cái là để kiểu giống như là chụm bún nè, nó có lỗ nè, để nước nó có thể là lọt qua. Còn một cái là để múc nước lèo nè. Wow. Rồi, để quay kỹ hơn cái phần topping này nó như thế nào nha. Mình có tàu hũ nè. Rồi, cái này không biết nữa. Nhưng mà nói chung nhìn ngon lắm. Đây, cái dĩa topping của mình nè, nhìn ngon lắm. Nồi lẩu nó đã sôi rồi nha, bây giờ bắt đầu nha. Nè, nè khói nè. Đó. Wow. Ok, bây giờ mình bắt đầu sự nghiệp thôi. Mình sẽ cho mấy cái nấm này vô trước để cho nó chín, nó ra, nó ngọt nước hơn. Mình sẽ cho nấm vô. Đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho tàu hũ vô luôn. Không phải tàu hũ nữa mà mình sẽ cho nguyên một nồi topping này vô luôn. Để cho đồ ăn nó nóng. Đây. Rồi. Wow. Hoành tráng quá mọi người ơi. Nhìn thèm quá. Rồi, sau đó mình sẽ cho thêm đây. Mấy cái cải này nó cảm giác là nó hơi cứng nè, mình cho vô trước. Đây, cho mọi người xem cái nồi lẩu của mình nha. Nè. Ngon chưa? Trời ơi, nhìn mà chịu không nổi. Đây, nấm kim châm. Cho vô. Trời, một lát nữa ha. Cái nấm này, những cái nấm này nó chín ha, thì cái nước nó sẽ rất là ngon luôn. Mình nói xong rồi mình chảy nước miếng luôn rồi nè. Ok, thử một miếng tàu hũ trước nha. Thử một miếng tàu hũ trước nha. Ôi, nó bốc khói nè, mọi người thấy không? Chấm một miếng chao. Tuyệt vời mọi người ơi. Mình sẽ thử cái nước nha. Nước rất là thơm mùi xả nha. Nó ngọt thanh chứ nó không có bị ngọt gắt hay là bị quá mặn luôn. Rất là vừa ăn luôn. Cái nước ngon quá, cái nước ngon quá. Cho một cục bún nha. Đây, hồi nãy cái giá mình nói là cái giá lỗ nè. Nè. Đó. Bây giờ lấy cái này trụng bún nè. Đó. Mình trụng cho nó nóng nóng ra ha. Rồi, xong rồi mình bỏ vô.
Rồi, mình lấy cái này mình cho nước lẩu vô. Wow. Ngon quá mọi người ơi. Đây, một miếng chả. Nóng hổi luôn rồi không? Đó, khói bốc bốc luôn nè. Mồng tơi. Cho mấy cái rau xanh vô để thấy nó. Ôi dạ cảm ơn. Cho rau xanh vô để thấy nó, nồi lẩu nó có thêm màu sắc được. Một miếng tàu hũ nữa. Nó lẩu chào hoặc là lẩu nói chung thì ăn nóng nóng vậy đó mới đã. Wow. Mình cho hết rau muống vô luôn. Tại rau muống này cái cọng này nó cũng hơi cứng nè, chắc là nó sẽ lâu. Rồi quá trời đồ ăn luôn rồi. Đây, nấm kim châm. Hoàn thành được một cục bún đầu tiên. Đây coi còn lửa không? À còn còn. Nấm nè. Giòn, ngọt. Chả nha. Cục bún thứ hai vẫn là chủng trước nha, chủng cho nó nóng nó mềm ra. Rồi rồi sau đó mình sẽ cho nước lẩu vô. Wow, tuyệt vời. À, rau muống chín rồi. Cái này thì chắc là thịt nè. Đó. Ngon quá. Miếng. Ui nóng. Cái miếng topping vừa rồi nó ngon quá mọi người, nó lạ quá mà ngon. Ăn nấm à. Rồi bây giờ mọi thứ nó đã điều chỉnh rồi, bây giờ là đua nhau ăn nè, ra sức mà ăn nè. Quên nói với mọi người là trong này nó có khoai môn nữa nha, trong lẩu có khoai môn nữa nha.
Rồi ăn mấy cái khoai môn mà nó dẻo dẻo vì đây thì cẩn thận nha mọi người, ruột gan như chơi đó. Tiếp tục là nấm nha. Ngon quá. Ngon. Dừng dừng. Tạm ngưng không ăn bún, ăn ăn đồ ăn bớt chứ nhiều quá rồi. Bớt lửa mới được. Quá trời đồ ăn luôn rồi mọi người. Mình phải tạm dừng ăn bún rồi thôi. Nước chấm này cũng ngon nữa. Thật lớn quá. Trời nó bắt đầu tối xuống rồi. Lên đèn nữa ha, nhìn đẹp ha. Ủa. À là trên này mới là đỏ lửa. Lửa lớn quá. Quá trời đồ ăn luôn. Y da khoai môn. Khoai môn dễ quá. Ăn không khéo là lụm liền. Clip nó cũng đã dài rồi, mình sẽ tạm biệt mọi người ở đây để tiếp tục ăn hết cái nồi lẩu này. Nhưng mà đó, như mọi người cũng thấy nè, lẩu chao ha, ở quán Sadu, ở khu trung tâm thương mại Vincom Cà Mau. Nếu như mà ai ở Cà Mau mà xem được cái video này hoặc là sắp tới sẽ có về Cà Mau chơi đó thì mà muốn tìm một cái quán chay đó thì nhớ nha, quán Sadu, trung tâm Vincom Cà Mau. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái nước này nó cũng ngon nữa.